như là điều tươi vui. Bay cao bay xa, sân bay sẽ ga những tòa tháp cao trong trời. Người đẹp, người ngoan, người tài nô nữ, tuổi già tuổi xuân sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế, nghĩa quan họ Bắc Ninh. Mình tặng bánh bia sóc trăng miền Tây, ta nhảy múa cùng chiêng nơi người cao đất xưng tình nghĩa. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ giành rạng ngời. Ồn quá. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Bực mình quá à. Qua bé chia sẻ thật sự, em thấy là trong bao nhiêu tập là tập này là bé nói chuyện thật lòng và hay ho nhất. Thì em hứa với anh Giang là sau này lỡ mà em với anh có gặp lại thì em sẽ là một con người phiên bản tốt nhất của em, để cho anh Giang tự hào. Em cảm ơn rất nhiều. Phải chia sẻ như vậy thì anh em mới hiểu nhau hơn. Mà anh Giang, anh Giang thấy hôm qua anh Giang cũng suy nghĩ. Xong mà anh Giang về em nghĩ là khóc thưởng thức. Không, anh Lâm có ngủ chung nè, anh Lâm thấy ảnh sao anh Lâm? Không có ngủ chung đâu, nhưng mà anh nghe tiếng thúc 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 thúc. Là em tưởng là người ấy không? Là người ấy không? Em đi lang thang qua ngay ngoài cái vòng đó, em đứng hít cửa là em đi lang thang qua cái vòng đó là em Giang khóc. Đúng rồi, Diệp ơi, anh xin lỗi, anh thật sự ngu ngốc, có một người em bảo vệ cũng không xong. Bây giờ mình nghĩ là anh em mình sẽ chơi cái thử thách gì đây? Ở Đà Lạt sẽ có cái gì? Hái cà, à cái chưa đứng răng thôi. À thôi, ok, oh, 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 wow, đúng rồi. Hái cà, đây là em cà tím. Đúng. Hái cà, hàng cái, chưa đứng răng. Chưa răng, thôi. Đúng rồi. Hiểu miếng, quăng chụp, ok. Này là gì? Bông cải xanh là banh cái xong. Là mình phải chơi cho đội bên kia banh cái chơi xong luôn. Em chơi. Ok, rồi, được không? Cà gốt là gì? Cà gốt. Cốt gà, nước cốt gà. Đủ gì cho mạnh. Nó cũng cái lái qua lái lại. Đúng rồi. Giờ coi người cuối cùng nè, lúc nào cũng cuối cùng nè. Ok, Thiên Ân mời em. Bông cải trắng. Em là củ cải trắng. Cải trắng thôi là cảnh trả hiểu không? Trả. Cải trắng là cẳng trái, ai nói không được, chơi cẳng lên. Không, anh Vinh thấy vậy chứ ok, để vô dàn cát được á. Anh Vinh, đổi không? Đổi. Đã làm giùm em. Cái gì vậy bà nội? Cuối cùng mã còn dày đúng không? Mấy cái từ dẫn của anh ok luôn á. Từ dẫn ok luôn á, giọng anh nó bị thổ quá. Cải trắng. Làm mấy dàn cát từ đây tới cuối chương trình là anh đổi giọng. Củ cải trắng. Đúng rồi. Con ơi, mới đi qua một cái chỗ kỷ niệm của tôi luôn đó mọi người. Là gì vậy? Đó là một con giáp. Con giáp là lần đầu tiên hồi xưa tôi cua nhá Phương mà. Con giáp cho bác. Cua ở Đà Lạt luôn hả anh? À, bà ở phim Đà Lạt. Thì anh cua bà. Bất ngờ. Cái anh mua một bó hoa chứ, thành phố Hồ Chí Minh thì mang đi luôn. Cái anh mới nhắn tin là em đang ở đâu vậy? Cái bảo nói là em đang quay Đà Lạt. Có gì không anh? Tại lúc đó bà chưa chịu bà. Có gì không anh? Là đang cưa mới chị. Đang cưa đấy. Coi như là hai bên chớp chớp thôi. Cái bà anh muốn biết là em đang ở đâu, nói em ăn Đà Lạt. Chở cho này anh không biết đâu nữa. Vậy thì em cứ trả tấm hình đi. Cái bà chụp cái tấm hình phong cảnh là Con dốc và có lòng người ta trồng rau đó. Thì anh nhìn tấm hình đó là bà đi tìm được bà sau khi xuống đây. Ôi, cái này tìm cái đó là rất là dễ chạm tới cái cảm xúc. Dạ, anh đem bó bông tới anh tặng liền. Nhưng mà nàng có xúc động nhà đào không? Chưa. Nàng có xúc động nhà đào không? Chưa. Nàng xúc động nhà đào hay gì? Chỉ một tấm hình phong cảnh mà anh tìm ra được là anh biết rồi. Em thấy là anh Giang ở lúc đó là đánh dấu chủ quyền. Đúng không? Đúng, lên đánh cái là nguyên mạng. Bố cáo cho thiên hạ biết. Các ơi xem đây, ta tặng anh nàng trước mặt các ơi. Anh Giang quá hay, chiêu bài rất hấp dẫn. Anh Giang là sáng mai phải về gấp.
nhà Ba Việt, bởi vì tháng này là Nhã Phương ép KPI dữ quá. Ép KPI quá. Chưa đủ số. Em quá trẻ. Thì nhà ép quá tọn gian lắm. Anh cố lên. Ngày hôm qua là có phải chúng ta quay trong thác không? Dạ đúng rồi. Và trong thác thì điện thoại nó sẽ bị. Đúng vậy. Và giờ tôi lúc đang gọi cho cô bé trợ lý cho chị gặp chồng chị. Thì vừa vô tới thác là cái trợ lý chạy liền. Chú, người yêu chú đợi gặp. Là tôi cần gọi lên là không có xong. Khi mà quay xong đi ra ngoài đường lại cái có xong tôi mới gọi. Ủa có gì vậy em? Lúc cần thì anh không gọi. Bây giờ không cần thì anh gọi làm gì nữa? Trời ơi, cần anh nữa. Vậy chưa? Anh có hỏi là chuyện gì vậy? À anh hỏi em ở chỗ vậy? Em ở chỗ bật cái công tắc điện thôi. Em ở chỗ vậy? Em ở chỗ bật cái công tắc điện thôi. Cuối cùng kêu bạn tài xế cho mở giùm. Cũng có gì hả? Cũng gì khó khăn cả. Chị Phương cũng nhiều tới anh Giang là sau một thời gian là cưới nhau là cuối cùng mới phát hiện là trời ơi anh Giang bị gài bẫy rồi. Bị dính bẫy rồi. Xưa là em nghe anh Giang kể, cái em tưởng là trời chắc anh Giang ảnh nó quá đó. Tại vì em tiếp xúc với chị Phương với chị Hiền Phô à, chỉ không có giống anh Giang nói đâu. Em đi chơi với bà một chuyến thôi là em biết ý Giang như Giang nói gấp mấy lần luôn. Trời ơi. Quay bỏ người ta ở đây, cũng kia nói xấu người ta. Thì đó. Phát xuống xuống nhà anh chơi hoài rồi. Ừ. Nói chung là... Tôi nhà Phương Hiền mà. Đúng, đúng. Thì đó. Trời ơi, nói chung là vậy đó. Trời, nhà Phương gấp không bằng con gái tôi đâu. Gái tôi là con làm gì vậy? Là bắt đầu nước mắt chảy đó, lấy tâm lý đó, xuống lấy tâm lý liền. Con có biết được làm vậy là sai không? Trên đường cô giáo vậy thì bây giờ về vậy ra cái mẹ ra chuẩn bị đồ ăn nhà Phương đi vô khác. Xin lỗi ba đi, giọt nước mắt dần bạt ba không xin lỗi luôn đó. Trời ơi. Ừ. Thân phận cái tìm thấy xót quá. Dạ. Mà anh cứng lắm, khóc cái gì mà khóc, mình đã sai rồi mà khóc cái gì. Nhưng sau này anh thấy bớt lo cái sau này con gái tôi sẽ không thể nào bị đàn ông bắt nạt được. Cái cô vú ra ôm cái bà đã bị gục đầu vô. Trời ơi. Trời diễn nét điện ảnh không thoại. Không mà cái Hàn Quốc là hay để. Đúng rồi. Nước mắt lặng lẽ rơi ra không có một bài nào. Nói chơi là anh sống trong một gia đình không khí bầu khí. Em cũng cảm nhận bầu khí ra mà. Đúng rồi. KPI quá lớn. Bảo nhiệm Giang lắm. Trời ơi, Phát La ơi. Anh Giang đó. Cái KPI anh lớn như vậy, chị mà Phát La còn vô nhà của anh nữa, làm thêm gánh nặng cho nữa. Nói chung là anh mà vượt qua nổi tụi em chứ. Chứ đây là cuộc đời anh không sợ gì nữa. Chưa đâu, giờ anh còn một gánh nặng nữa. Hả? Là gì anh? Thì giờ hiện tại anh có 2 đứa con đúng không? Dạ. Đúng, đúng. Thì thỉnh thoảng 3 ngày là Khả Như nhắn lần. À vậy hả? Ủa, anh đang ở đâu vậy? Vì em, anh ruột đang ở đâu vậy? Có gì không? Mình đang đi làm. Trời ơi, tưởng ở nhà làm bánh mì đồ ăn em thèm quá. Anh nuôi 2 đứa con mẹ rồi. Không, em chính là đứa con thứ 3 đây. Ôi chán ghê luôn á.